Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Như video trước thì mình có chia sẻ về cách để chúng ta tạo tiêu đề và mô tả đa ngôn ngữ để chúng ta tiếp cận được cái lượng khán giả đến từ nước ngoài. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một tuyệt chiêu nữa để chúng ta giữ chân cái lượng khán giả đến từ nước ngoài đó được lâu hơn bằng cách là chúng ta tạo phụ đề đa ngôn ngữ. Thì cách tạo phụ đề đa ngôn ngữ như thế nào thì chúng ta cùng hướng về màn hình để theo dõi các bước mình thực hiện và cùng tham khảo nhé. Và trong quá trình thực hiện mình sẽ chia sẻ một số cái tuyệt chiêu để chúng ta làm cái phụ đề này nhanh hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Rồi, thì trước hết mình sẽ vào kênh của mình để mình giới thiệu sơ để chúng ta hiểu phụ đề đa ngôn ngữ là như thế nào nhé. Thì mình vào Google Chrome đi, vào YouTube, vào kênh của mình. Thì ví dụ ở trong các video này thì video có cái video mà cách tạo tài khoản OpenAI là mình đã tạo đa ngôn ngữ. Đó. Thì mình sẽ nhấp vào. Thì ở đây, hiện tại chúng ta thấy khi mở lên thì mặc nhiên nó sẽ ra là tiếng Việt. Do mình hiện tại máy mình đang ở Việt Nam, ngôn ngữ mình xài là Việt Nam cho nên là nó sẽ hiển thị tiếng Việt. Nha. Còn khi mà nước ngoài xem thì nó lại hiển thị ngôn ngữ khác. Đấy. Hoặc là người ta có thể chọn bằng cách là chúng ta vào cái phụ đề này, người ta chọn theo cái tiếng, ví dụ tiếng Anh đó, hoặc là dịch từ đồng ra sang rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau, ví dụ như là tiếng tiếng Đức này đấy, rồi ví dụ như là tiếng tiếng Hàn Quốc này. Đấy, thì chúng ta thấy ở trong này nó rất là nhiều thứ tiếng. Mình kéo mỏi tay luôn á. Đó. Rất rất là nhiều. Thì như vậy làm sao để mà làm được như vậy? Thì các bạn hãy nhìn vào theo các bước mình thực hiện và đến cuối video mình sẽ chia sẻ cho cả nhà về một số cái tuyệt chiêu để chúng ta tiết kiệm cả khối thời gian khi mà chúng ta làm những cái phụ đề như thế này. Đó. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Trước hết để tạo phụ đề chúng ta sẽ vào YouTube Studio này. Vào Studio này. Rồi. Sau đó, chúng ta sẽ chọn vào cái phụ đề. Ví dụ chúng ta chọn chỉnh sửa phụ đề cho một cái video này, chúng ta sẽ nhấp vào đó. Bình thường á, chúng ta sẽ vào sao chép và chỉnh sửa đúng không, thì chúng ta sẽ nhấp vào đây đấy. Thì chúng ta thấy là ở đây là những cái đoạn văn nó liên tục cho nên là chúng ta rất là khó để chúng ta chỉnh sửa như thế này đó. Do đó, chúng ta cần phải tải cái phụ đề này xuống và nó sẽ có từng cái khoảng thời gian để chúng ta chỉnh sửa một cách nó dễ dàng hơn. Bằng cách như sau, chúng ta tắt cái này đi, hủy bỏ. Và chúng ta vào đây nhé, vào đây xong vào phụ đề này. Rồi, chúng ta sẽ vào dấu ba chấm này này. Đấy, chúng ta thấy chữ tải xuống. Chúng ta nhấp vào cái mũi tên này này. Đó. Thì chúng ta tải xuống theo các cái đuôi này. Thì mình sẽ tải xuống theo đuôi .srt nhé. Đuôi .srt. Nhấp vào. Đấy. Thì nó đã tải xuống này. Đó, nó tải xuống đăng này. Mình mở cái thư mục đó ra để mình copy cho nó dễ. Mình cắt sang cái thư mục mà mình... Đây, ví dụ mình để cái thư mục là phụ đề này, sẽ dán vào đây. Đó. Việc của mình bây giờ là upload cái phụ đề này lên cái video đó bằng cách là chúng ta vào sao chép và chỉnh sửa này luôn. Đấy. Và bây giờ chúng ta có thể là xóa cái này đi, xóa nội dung này đi. Và chúng ta upload, chúng ta tải tệp lên này. Rồi.
Tệp của chúng ta là tệp có thông tin thời gian. Thì khi mà chúng ta tải cái kia, cái đuôi SRT kia là nó đã có thông tin thời gian rồi. Chúng ta nhấn vào tiếp tục. Đấy. Thì phụ đề này, cái file lúc này mình lưu ở mục phụ đề này, caption này. Mình nhấp vào đây. Rồi mình open. Đấy. Thì bây giờ là phụ đề của chúng ta đã có các mốc thời gian rồi. Đó. Và việc của chúng ta bây giờ là cái gì? Là chúng ta bấm vào, chúng ta nghe và chúng ta sửa. Chúng ta nghe, nó chạy này, nó chạy từ đoạn này qua đoạn này qua đoạn này. Và chúng ta thấy cái nào của nó không đúng, không phù hợp, chúng ta sẽ sửa. Đó. Sau khi sửa xong, ví dụ như mình chỉnh sửa hoàn tất hết rồi. Là cái này ok hết rồi đúng không? Bây giờ mình tiến hành đăng. Đó, thì cái mặc nhiên cái video này của mình đã có là tiếng Việt rồi. Mặc nhiên phụ đề của nó là có tiếng Việt rồi. Bây giờ mình thêm một cái ngôn ngữ nữa. Ví dụ cái này mình lên cái này rồi, mình xóa cái này đi. Dễ nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thêm một cái ngôn ngữ. Đó là ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Tiếng Anh Hoa Kỳ này. Rồi. Thì tiêu đề và mô tả thì hôm trước mình nói rồi. Mình vào đây để mình lấy cái tiêu đề và mô tả bằng tiếng Việt, mình dịch sang tiếng Anh và mình cho vào thôi. Đây. Dịch cái này sang cho vào ha. Này không nói nữa. Trong video kia mình đã nói rồi. Và cái video thêm tiêu đề và mô tả bằng tiếng Anh thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả để chúng ta tham khảo nhé. Rồi còn cái phần phụ đề. Thì phụ đề chúng ta nhấn vào thêm. Đó. Thì chúng ta thêm cái ngôn ngữ tiếng Anh thì chúng ta nhấp vào cái dịch tự động. Đó. Dịch tự động. Là nó sẽ tự động là nó dịch sang tiếng Anh này. Đây tiếng Anh này. Lúc này là tiếng Việt đúng không? Giờ là tiếng Anh này. Rồi. Tiếng Việt chúng ta đã chỉnh sửa ok rồi. Thì chúng ta không cần phải xem xét gì thằng này nhiều nữa. Nếu mà chúng ta biết rành về ngôn ngữ tiếng Anh thì chúng ta có thể là xem sơ để chúng ta chỉnh sửa. Còn không thôi để nó dịch tự động luôn. Rồi sau đó chúng ta tiến hành đăng. Đó, thì bây giờ khi mà cái video này nó có hai ngôn ngữ này rồi thì chúng ta, nếu chúng ta vào YouTube chúng ta xem, chúng ta vào chúng ta xem nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Đó, thì nó đã có cái phụ đề tiếng Việt này và chúng ta có thể là mở sang phụ đề tiếng Anh này. Đó, tiếng Anh Hoa Kỳ này. Và chúng ta có thể mở sang phụ đề dịch tự động này, tất cả các thứ tiếng này. Thấy không? Đó. Rồi, và bây giờ mình sẽ chia sẻ một số cái tuyệt chiêu để chúng ta tiết kiệm được cả khối thời gian khi mà làm cái phụ đề này nhé. Đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất, đó là chúng ta phải nói to rõ ràng, Google hiểu được hết thì chúng ta gần như là không chỉnh sửa cái này luôn. Và cái thứ hai, nếu mà chúng ta nói mà có những cái đoạn mà nó chỉ Google không hiểu ấy, thì chúng ta cần đó là chuyển sang cái phụ đề thành những cái khoảng thời gian như vậy, có những cái khoảng thời gian như vậy để chúng ta chỉnh. Ví dụ như chúng ta nhấp chuột vào đây là chúng ta chỉnh con này. Khi mà chúng ta đang nghe giờ giờ mà chúng ta muốn quay trở lại, chúng ta nhấp đây thì tức là nó đang chạy cái này luôn. Đó, thấy không? Nếu mà chúng ta nhấp xuống đây thì nó là chạy cái này. Quản lý tài khoản. Đó, đó là cái lời hài của việc mà chúng ta chuyển từ không có mốc thời gian sang có mốc thời gian. Và cái thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta lưu bản nháp liên tục. Cần nhấn vào lưu bản nháp liên tục. Giống như chúng ta làm Excel ấy, chúng ta phải Ctrl S liên tục. Còn nếu mà chúng ta không lưu liên tục á,
Ví dụ khi mà máy chúng ta gặp trục trặc thì nó sẽ trở về con số 0 và chúng ta phải làm lại từ đầu. Do đó chúng ta cần nó là lưu bản nháp liên tục. Thì như vậy, cái video mà chia sẻ về cách tạo hồ đề tự động để chúng ta tiếp cận khán giả đến từ nước ngoài đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới thú vị từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.